Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một ông ở Los Angeles bị truy tố tội bắt cóc, hãm hiếp, ép nạn nhân bán dâm. Tòa án liên bang ở Santa Ana, California vừa buộc tội nghi can Leslie Anthony Bailey, 32 tuổi, sống tại Los Angeles với tổng cộng 5 tội danh, bao gồm bắt cóc, cưỡng hiếp, kinh doanh tình dục và 2 tội sử dụng điện thoại di động để điều hành hoạt động kinh doanh mại dâm. Nhân viên Bộ Nội an và lực lượng đặc nhiệm chống buôn người Orange County bắt nghi can Bailey vào hôm thứ Năm 8 tháng 3. Cơ quan hữu trách cho biết nghi can sống trên một chiếc thuyền neo ở vùng South Bay thuộc Los Angeles County. Theo hồ sơ truy tố, nghi can Bailey bị buộc tội bắt cóc một phụ nữ vào ngày 5 tháng 2 năm 2022, giữ nạn nhân trong một thời gian dài và ép nạn nhân bán dâm ít nhất một lần. Nạn nhân sau đó bị giữ trong vài ngày, trước khi bị chở đến khu rừng quốc gia Angeles National Forest, nơi nghi can Bailey bị cáo buộc cưỡng hiếp và đe dọa giết nạn nhân. Với tội kinh doanh tình dục, ông Bailey có thể bị hình phạt tối thiểu là 15 năm tù liên bang và có thể bị phạt tù chung thân. Cả hai tội bắt cóc và lạm dụng tình dục nghiêm trọng đều có thể bị tù chung thân. Hai tội liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động để dụ dỗ và điều hành việc bán dâm có thể bị phạt tù liên bang tới 5 năm. Theo đài KTLA, thưa quý vị, khu vực Wilshire đang xảy ra một số vụ trộm. Trong đó, kẻ trộm sử dụng các thiết bị nhiễu mạng Wi-Fi khiến cho cảnh sát phải báo động. Những vụ trộm đó thường có 3 hay là 4 nghi can đột nhập vào nhà bằng ban công ở trên tầng 2. Khi vào nhà thì kẻ trộm lục lọi các phòng ngủ để tìm tiền mặt, nữ trang và nhiều vật quý giá khác. Nhóm trộm còn có một tài xế đợi sẵn ở bên ngoài để canh chừng cảnh sát và đợi để cho đưa nhóm nghi can này tẩu thoát khi rời khỏi hiện trường. Sở cảnh sát Los Angeles đưa ra một số cách để đề phòng kẻ đột nhập vào nhà, như là dùng khóa hộp điện bằng ổ khóa, không nói cho tài xế Uber, Lyft hoặc là taxi, hoặc là viết trên mạng xã hội của mình là sẽ đi nghỉ hè hoặc là đi xa ở đâu. Để ý những chiếc xe đáng nghi ngờ đậu ở gần nhà mình, chia sẻ số điện thoại di động với hàng xóm nếu đi dài ngày, hoặc là gắn camera xung quanh nhà. Chủ nhà cũng cần phải cân nhắc thay thế những hệ thống báo động, gắn thêm thiết bị định vị, tỉa gọn các bụi rậm hoặc là cây cỏ xung quanh nhà để quan sát và gắn đèn đủ ánh sáng cho ban đêm. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Hơn 300 người ở California có thể tiếp xúc với bệnh sởi từ một bệnh nhi đang điều trị. Một cơ sở y tế ở California đang tiến hành liên lạc với hơn 300 người có thể đã tiếp xúc với bệnh sởi từ một bệnh nhi đang được điều trị tại một bệnh viện ở Sacramento tuần trước. Theo thông cáo báo chí của bệnh viện, bệnh nhi trở về từ chuyến du lịch quốc tế và được đưa đến khoa cấp cứu của UC Davis Health vào ngày 5 tháng 3. Bệnh viện đã xác định và liên lạc với khoảng 300 người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhi này. Các giới chức y tế cũng cảnh báo những người chưa tiêm chủng ngừa bệnh sởi hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng trước đó có nguy cơ mắc bệnh từ 7 đến 21 ngày sau khi tiếp xúc. Trong một nỗ lực kiểm soát tình hình, bệnh viện đã tiến hành liên lạc và thông báo nguy cơ phơi nhiễm cho những người có thể bị ảnh hưởng, đồng thời khuyến khích họ xem xét lại hồ sơ tiêm chủng và tự theo dõi sức khỏe. Bệnh sởi là một căn bệnh rất dễ lây lan, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm. Các triệu chứng thường bao gồm sốt, ho, sổ mũi, mắt đỏ và phát ban đỏ trên da. Việc tiêm chủng được coi là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đề nghị trẻ em nên tiêm vaccine sởi, quai bị và rubella theo lịch trình đề nghị để bảo vệ cá nhân và cộng đồng.